Thưa quý vị, phóng điện cục bộ là một vấn đề rất nghiêm trọng, thường xảy ra trong hệ thống điện chung và cao thế. Phóng điện cục bộ nếu không được phát hiện kịp thời và xử lý hiệu quả, có thể gây ra hiện tượng xuống cấp của vật liệu cách điện, dẫn đến chạm chập, cháy nổ hoặc gây nguy hiểm, tử vong cho con người. Việc phát hiện sớm được các lỗi phóng điện cục bộ giúp giảm thiểu các sự cố, chi phí dừng hệ thống không mong muốn, tăng khả năng sản xuất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Vì thế, tuổi thọ của thiết bị được kéo dài. Công việc sửa chữa, thay thế chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp luôn phải tìm kiếm những giải pháp, thiết bị công nghệ tiên tiến để có khả năng phát hiện định vị nhanh phóng điện cục bộ, giúp hạn chế tối đa các sự cố trong hệ thống điện. Trong chuỗi sự kiện được tổ chức khắp cả nước vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, Flux Việt Nam đã tổ chức hội thảo thiết bị đo kiểm cho công tác bảo trì CBM đã tìm ra chìa khóa cho vấn đề này. Đó chính là máy chụp ảnh sóng âm chính xác Flux EE910. Việc sử dụng các thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ truyền thống phụ thuộc khá nhiều vào kiến thức và kinh nghiệm của người vận hành. Với Flux EE910, các kỹ thuật viên bảo trì của bạn chỉ cần đào tạo ở mức cơ bản đã có thể bắt đầu kiểm tra phóng điện cục bộ trong thời gian làm việc thường ngày của họ, kể cả trong giờ vận hành cao điểm. EVN Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp làm việc với Unitech và cũng đã có cơ hội sử dụng cái thiết bị Flux trong nhiều năm rồi. Thì mình cũng thấy là cái thiết bị của hãng là rất là bền ở ngoài hiện trường và cho ra cái kết quả đó rất là tin cậy. Với công nghệ Sound Style, EE910 truyền tín hiệu phóng điện siêu âm mà tai người không nghe thấy thành hình ảnh trực quan để bạn có thể nhanh chóng xác định khu vực có vấn đề. Tần số của EE910 từ 2 cho đến 100kHz cho phép phát hiện sớm phóng điện cục bộ, giúp cho người vận hành lên kế hoạch bảo trì, dừng các thiết bị hư hỏng kịp thời, tránh dẫn đến các sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại người và của. Nó giúp cho anh em phát hiện nhanh cái PD dễ dàng trong việc bảo trì và bảo dưỡng thiết bị. Giờ đây với Flux EE910, bạn có thể nhìn thấy mối đe dọa vô hình đến từ việc phóng điện cục bộ. An toàn là chìa khóa khi làm việc trên thiết bị điện cao áp và hãng Flux luôn mang đến những giải pháp tối quan trọng để phục vụ và nâng cao đời sống xã hội. Chúng tôi rất là ấn tượng, rất là bất ngờ đối với cái giải pháp CBM của hãng Flux. Ví dụ như là thiết bị Flux EE910 giúp định vị nhanh phóng điện cục bộ, thì cái thiết bị này nó rất là hiệu quả trong cái công tác bảo trì CBM mà EVN đang triển khai. Chính vì lẽ đó chúng tôi đã đem cái giải pháp này về đến Việt Nam để tiếp cận đến những cái doanh nghiệp, nhà máy hay là những cái công ty điện lực. Không đòi hỏi quá nhiều về chuyên môn và am hiểu cách sử dụng nhiều loại cảm biến truyền thống, máy chụp sóng âm Flux EE910 là thiết bị lý tưởng mà bạn đang tìm kiếm. Khi phải giải quyết các vấn đề phóng điện cục bộ, mọi thứ bạn cần đều nằm trong tầm tay bạn.